này thiện hiện vì chân như của nhãn xứ chẳng phải là nhãn xứ chẳng xa lìa nhãn xứ cho nên sâu xa vì chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cho nên sâu xa này thiện hiện, vì chân như của sắc xứ chẳng phải là sắc xứ, chẳng phải lìa sắc xứ cho nên sâu xa. Vì chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải lìa thanh hương vị xúc pháp xứ cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của nhãn giới chẳng phải là nhãn giới chẳng phải lìa nhãn giới cho nên sâu xa vì chân như của nhĩ tý thể thân ý giới chẳng phải là nhĩ tý thể thân ý giới chẳng phải lìa nhĩ tý thể thân ý giới cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của sắc giới chẳng phải là sắc giới chẳng phải lìa sắc giới cho nên sâu xa vì chân như của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải lìa thanh hương vị xúc pháp giới cho nên sâu xa. Này thiện hiện vì chân như của nhãn thức giới, chẳng phải là nhãn thức giới, chẳng phải lìa nhãn thức giới cho nên sâu xa. Vì chân như của nhi tĩ thể thân ý thức giới, chẳng phải là nhi tĩ thể thân ý thức giới, chẳng phải lìa nhi tĩ thể thân ý thức giới cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của nhãn xúc chẳng phải là nhãn xúc chẳng phải lìa nhãn xúc cho nên sâu xa vì chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng phải là nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng phải lìa nhĩ tý thể thân ý xúc cho nên sâu xa này thiện hiện vì chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho nên sâu xa vì chân như của các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải lìa các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra